Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 tới 20 tháng 6. Bên cạnh những nội dung hai bên ký kết, triển khai các thỏa thuận hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương, thì những câu chuyện bên lề cũng nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và nhân dân. Như việc các nguyên thủ thế giới la cà ăn bánh uống cà phê về hè Việt Nam, Tổng thống Obama ăn bún chả, Thủ tướng Australia ăn bánh mì, Tổng thống Argentina, Thủ tướng Canada, Hoàng tử Anh uống cà phê về hè. Với Tổng thống Putin, ông luôn dành một tình cảm đặc biệt cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Bác Hồ Chí Minh. Ông là vị nguyên thủ phương Tây duy nhất cho tới thời điểm này, tới viếng làng Bác. Ngày 2 tháng 3 năm 2001, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Vladimir Putin khi đến thăm nhà sàn Bác Hồ, ông đã ghi lại những dòng cảm tưởng. Tôi thành thực được làm quen với cuộc sống người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một người mà tên tuổi đã động lại trong lịch sử thế giới. Đồng thời, Ông Putin còn đưa ra lời mời đi cùng chuyến bay của mình trở về Nga với một cận vệ của bác khổ. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhìn lại bốn lần ông Putin thăm Việt Nam. Lần 1, trên cương vị tổng thống Nga, ông Putin đã có bốn lần sang thăm Việt Nam trong các nhiệm kỳ của mình. Lần thứ nhất vào năm 2001, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 năm 2001, tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Nga. Mục đích chính của chuyến thăm là xác định các phương hướng chiến lược phát triển của mối quan hệ Nga-Việt trong thế kỷ 21. Trong chuyến thăm này, ông Putin đã đại diện cho nước Nga ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam cùng với Nghị định thư Liên Chính phủ về việc giả soát các cơ sở điều ước pháp lý và hiệu lực của các hiệp ước và hiệp định thư song phương, các văn kiện về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí, phối hợp hành động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và các vấn đề trong lĩnh vực liên ngân hàng. Ngoài ra, những người đứng đầu của hai nhà nước cũng đã xác định các phương hướng hợp tác kinh tế có triển vọng, đặc biệt là năng lượng điện, tổ hợp công nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, nghề cá và các ngành nghề mà hai bên có lợi thế khác. Trong chuyến thăm này, ông Putin còn có các hoạt động đáng chú ý như ghé thăm văn miếu quốc tử giám và gặp mặt những người Việt Nam từng học tập tại Nga. Lần thứ hai vào năm 2006, Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, ngày 20 tháng 11 năm 2006, Tổng thống Liên bang Nga Putin đã thăm chính thức Việt Nam sau khi tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 14 được tổ chức tại Hà Nội. Trong chuyến thăm này, ông Putin đã có nhiều cuộc hội đàm với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Ông đã hội kiến với Tổng bí thư Nông Đúc Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin với Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết, nhiều thỏa thuận hợp tác về ngân hàng, dầu khí, du lịch giữa hai nước đã được ký kết. Lần thứ ba vào năm 2013, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tân Sang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2013. Đây là chuyến thăm lần thứ ba của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi một sự kiện được Việt Nam rất quan tâm thể hiện mối quan hệ đặc biệt của hai quốc gia đã diễn ra. Ngày 7 tháng 11, Nga chính thức bàn giao tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mang tên Hà Nội cho Việt Nam. Trong quá trình hội đàm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về việc mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư và văn hóa. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba với mục đích nhằm khẳng định coi trọng việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện kiểm điểm danh mục ưu tiên hợp tác 2013 và đề ra hợp tác 2014. Trong chuyến thăm Việt Nam này, ngoài tuyên bố chung giữa hai nước liên quan tới tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nga, hai bên sẽ ký kết khoảng hơn 20 hiệp định, văn bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ. Lần thứ tư vào năm 2017, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại thành phố này. Lần này, ông Putin đã không thăm chính thức Việt Nam sau hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 như ông đã từng thực hiện sau khi APEC 2006 kết thúc. Nguyên nhân là theo lịch trình công việc có từ trước, tổng thống Putin phải về nước để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ chính thức với tổng thống thổ nhĩ kỳ ngày 13 tháng 11 năm 2017. Trong bốn lần đến thăm Việt Nam trước đó, lần thăm Việt Nam thứ ba nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tân Sang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2013. 13 giờ chiều cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng thống Nga đã cúi đầu trước vòng hoa mang quốc kỳ Nga khi đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, ở lần đến thăm Việt Nam lần thứ nhất, vào ngày 2 tháng 3 năm 2001, Tổng thống Putin đã tới thăm nhà sàn, nơi ở của bác Hồ và ghi lại những dòng cảm tưởng. Tôi chân thành quan tâm tới cuộc đời của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một người mà tên tuổi đã động lại trong lịch sử thế giới. Khi ấy, ông là vị nguyên thủ đầu tiên ở thế kỷ 21 tới thăm nơi ở của bác Hồ. Tại chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 19 tới 20 tháng 6, trước khi sang Việt Nam, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết các nội dung chuyến thăm, trong đó một lần nữa ông Putin sẽ đặt hoa tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học liên xô và nga. Người cận vệ của Bác Hồ từng được Tổng thống Putin mời thăm nga vào năm 2001. Đó là ông Trần Viết Hoàn, nhà sử học, cựu giám đốc khu di tích Hồ Chí Minh và trước đó là cận vệ riêng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là người đã được Sputnik phỏng vấn dù không phải là quan chức cấp cao trong ban lãnh đạo đảng, chính phủ hai quân đội Việt Nam. Theo Sputnik, tiến sĩ Trần Viết Hoàng chia sẻ, vào tháng 2 năm 2001, Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm Việt Nam. Tổng thống đã dành một buổi vào thăm khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Tổng thống Putin là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong thế kỷ 21 đến thăm khu di tích này và ký lưu bút trong sổ vàng của khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nét chữ rắn giỏi, ông Putin viết những dòng như sau. Tôi chân thành quan tâm tới cuộc đời của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam một người mà tên tuổi đã ghi vào lịch sử toàn thế giới. Với cương vị là giám đốc khu di tích, tôi đón tiếp và giới thiệu với nhà lãnh đạo Nga về khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch ở Hà Nội. Tổng thống Putin và các vị khách Nga lắng nghe chăm chú và tỏ rõ sự chú ý thành kính. Trước khi chia tay lên xe ra về, tổng thống Putin hỏi tôi: "Khi bác Hồ còn sống, ông có dịp gặp bác không?" Tôi nói với tổng thống Putin: "Mình có vinh hạnh được trực tiếp bảo vệ bác Hồ trong những năm cuối đời." Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, tôi lại được nhà nước và nhân dân giao phó cho công việc trông coi những di sản mà người để lại nơi đây. Ngay xong, Tổng thống Putin rất vui và nói, tôi mời ông và phu nhân cùng hai cán bộ sang thăm nước Nga. Ngay chiều nay, ông sẽ đi cùng máy bay của tôi sang Moscow. Rất xúc động và tự hào, ông Trần Viết Hoàn cảm ơn Tổng thống Nga về lời mời đặc biệt này và xin phép Tổng thống Putin cho ông thời gian để báo cáo với cấp trên. Sau đó, Tổng thống Nga ủy thác cho đại sứ Nga tại Hà Nội cùng Tháp Tùng thăm khu di tích phối hợp với Bộ Văn hóa Liên bang Nga để lên chương trình cho chuyến thăm của đoàn ông Trần Viết Hoàn sang Nga. Và vào tháng 1 năm 2002, nhóm các vị khách Việt Nam từ Hà Nội lên đường đến nước Nga theo lời mời của cá nhân Tổng thống Putin. Khi đến thủ đô Moscow, ông Trần Viết Hoàn và mọi người trong đoàn được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga tiếp đón lòng trọng và ân cần. Tôi có vinh dự được bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, lại được giao trọng trách trông nom di sản của người. Và nhờ ơn bác, tôi có vinh dự đặc biệt thứ hai trong đời khi được đích thân Tổng thống Vladimir Putin mời sang Nga. Cũng nhờ nguyên thủ quốc gia Nga mà vợ tôi có cơ hội may mắn được lần đầu tiên tận mắt thấy đất nước Nga vĩ đại. Tôi và toàn thể gia đình tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ chuyến đi này, tiến sĩ Trần Viết Hoàn chia sẻ. Ông Trần Viết Hoàn sinh ra và lớn lên ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Năm 1964, ông theo học lớp cảnh vệ C221 C-500. Sau khi tốt nghiệp, ông được phân về công tác ở đội 1, Cục Cảnh vệ, đơn vị này chuyên bảo vệ nơi ở và nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giai đoạn bác ốm, cũng chính chiến sĩ Hoàn là người ở bên canh gác bảo vệ người. Sau này bác đi xa, ông lại ở lại tiếp tục trong năm di sản của người, làm lính cận vệ trong 5 năm cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vinh hạnh lớn lao, kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời ông Trần Viết Hoàn. Năm 1999, ông Trần Viết Hoàn được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 Năm 2004, ông nhận huân chương lao động hạng nhất. Vợ ông Hoàn là kế toán ở Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bắc Hồ, người vun đắp cho tình hữu nghị quốc tế, cho đến những ngày cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vun đắp cho tình hữu nghị quốc tế, vẫn nhắc nhở trung thành với nguyên tắc cao cả của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Di chúc người để lại không những phản ánh tâm hồn cao đẹp, đạo đức trong sáng, muôn vàn tình thân yêu của lãnh tụ với Tổ quốc, với nhân dân mà với cả phong trào cách mạng thế giới với bạn bè khắp Nam Châu, với tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do, độc lập, cho hòa bình, công lý, cho cơm áo và hạnh phúc con người. Sáng 13 tháng 5 năm 1965, người viết về phong trào Cộng sản thế giới là một người suốt đời phục vụ cách mạng. Tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Tôi mong rằng đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mark Lenin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Theo lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn tích cực củng cố sự đoàn kết nhất trí của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trên cơ sở của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa thủ đô là biểu tượng sáng ngời của mỗi tỉnh Xô Viết đời đời bền vững và tượng đài hùng vĩ nhất để kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tỉnh hữu nghị Đông Dương là những thắng lợi lịch sử ba nước Việt Nam Lào, Campuchia giành được. Dưới ngọn cờ hữu nghị quốc tế do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, Việt Nam luôn kể vai sát cánh với các lực lượng tiến bộ, sẵn sàng góp sức vì hòa bình, ổn định và phát triển của các quốc gia khu vực. Dù bối cảnh quốc tế nhiều thay đổi, song Đảng vẫn kiên định chân lý Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ xuất sắc đấu tranh cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản đã chứng minh bằng cả cuộc đời cách mạng của mình. Đó là người nào yêu tổ quốc, yêu nhân dân mình tha thiết, thì cũng không khi nào phản bội lại các lý tưởng của tình đoàn kết quốc tế. Và ngược lại, chỉ những người theo chủ nghĩa quốc tế một cách kiên định thì mới là người yêu nước chân chính, mới đem lại lợi ích to lớn cho tổ quốc mình, nhân dân mình. Thực hiện lời dặn của người, nhân dân Việt Nam yêu trụng hòa bình đang bền bỉ, nỗ lực, góp phần vun đắp cho tình hữu ái quốc tế, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video sau.